Hello các bác nhá, vừa rồi mình đi làm về này thì có tranh thủ ra đồng kiếm một ít cá. Trời tối lắm thì có bắt được mỗi cá rất là to. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem thành quả lúc đi làm về của mình nhá. Đây này, đây cái chỗ này mình đang làm giỏ cá này, mọi người nhìn này. Đây mình đang làm giỏ đây, còn đây là con cá này bắt được nhá. Cá này vừa đi bắt về đây. Đây là hai con chép đây. Hay con chạy con to này. Bắt tầm lúc tối đấy, cho tối khoảng 6 rưỡi gì đấy. Giờ bắt đấy nha. Nó dậy mạnh quá. Ui. Đây. Bắt đầu kéo này. Ui. Đi nào. Con này vừa cân thử rồi, con này được hơn 1 cân. Đó, số vậy. Đây. Đầu nó to kinh khủng luôn cho mọi người nhìn này. Con này hơi cân nhá. Đây là đàn sò con này. Có 4 5 con sò con. Con cá này. Mặt chúng nó giữ kinh chưa này, nhìn này. Đấy, chiều nay may chưa? Đang sợ có đồ ăn thì bắt được. Bắt được quả này chúng rồi. Há vào chọn đây mai giết. Trời tối lắm. Ui. Cá này mình kích ở ngoài đồng nhá. Kích cá chứ không bắt tay đâu. Nó to này không bắt được tay đâu. Thôi bây giờ mình làm cá tiếp nhá, tối rồi. Đây này, làm giỏ tay này. Đấy nhá. Cái con cá này là khi mình đi bắt thì mình không mang máy quay nên không quay được cả cảnh của nó. Và sau khi bắt về thì mình quay cho mọi người xem không. Chứ buổi tối nó bé nhưng mà cầm bên ngoài trông con này to kinh. Nó dễ khỏe lắm. Nhìn này. Sống lâu lắm đấy, to này hơn cân mấy như này. Đi cá ngoài đồng bây giờ làm gì cá to này. Cá to bây giờ hiếm lắm. Thì mới cá chép thì vừa làm xong này. Bây giờ cứ rửa đi cho vào tủ để mai ăn. Còn cái đàn cá này thì mình để sống nhá. Con này tính ra dài tầm khoảng hơn 40 phân. Lặng hơn 1 cân, cân 3 gì đấy. Bắt nó sướng lắm, quần áo ướt nguyên này, trông như con anaconda, to chưa? To hơn cổ tay mọi người nhỉ? To nó bè bè như trông như rắn đấy. Này, đây, đầu nó còn biết bị đánh này. Ôi nha, thả nó ra để mai cho nó lên đĩa. Tối rồi.